Đây là con Vectric, nói chung là khẩu này là cái khẩu nói chung là cũng ra đời khá là lâu rồi. Khẩu này thì theo kiểu bắn, khi bắn ấy sẽ có tia laser chụp từ hai bên vào giữa và nó dí. Chính vì như thế là khẩu này sở tốt cũng bị chia, vì nó bị chia thành hai tia mà. Coi như là sở tốt khẩu này cơ bản là 30%, nhưng thực ra mỗi tia của nó thì sở tốt thật của mỗi tia là khoảng 16-17% đó thôi. Chính xác là mình sẽ chiếu ra hai tia, mỗi tia là 16-17%, nó có trung bình là 30. Thành ra cái trung bình đấy nó khá là mình hiểu nhầm. Thì nói chung là do bị chia như thế, thành ra mình sẽ cố gắng đạt được 100% sở tốt cho nó. Khi đạt được 100% sở tốt đấy thì cả hai tia này đều là 100 cả. Mà hai tia là 100 thì rất là cao không? Rõ ràng tia nào cũng là 100% rồi, mà bây giờ đạt hai tia kia thì tất nhiên là sở tốt sẽ cao hơn rất là nhiều. Chứ nếu mà không đạt được 100% nhé, chúng ta đạt được 99,99% chẳng hạn. Đạt được 99,99% trung bình ấy thì thật ra mỗi tia chỉ có khoảng tầm năm mấy đến năm 50, 55, 56 cùng kiểu sở tốt thôi. Mỗi tia chỉ lúc đấy mình chiếu ra hai tia, mình chiếu ra hai tia đúng không? Nhưng mỗi tia chỉ là năm mấy thôi. Còn khi mình đạt đủ 100 thì chiếu ra hai tia mỗi tia đều là 100 cả, nó khác nhau kinh khủng, giữa năm mấy và 100 của mỗi tia ấy, khác nhau kinh khủng. Anh em nói dùng khẩu này mang tiếng là nó chia ít những khẩu khác, là kiểu như khẩu phết là chia 7 tia, hoặc shotgun khác là bắn một chùm đạn 10 viên hoặc là 7 viên 8 viên gì đấy thì cũng bị chia rất là nhiều. Khẩu này nó chỉ có hai tia thôi, tuy là bị chia ít đấy nhưng mà cũng nên đạt 100% sở tốt để tối đa cái tận dụng cái số tia đấy. Điểm mình tận dụng cái điểm yếu của nó là bị chia, thì bây giờ tận dụng cái điểm yếu đấy là làm sao để cho biến thành điểm mạnh, để cho nó cả hai tia nó cùng phát huy. Cái khẩu combat chính này về nhận xét chung thì các bạn có thể thấy là nó có crit chen ổn, crit dam cao, crit dam của nó tận 2.4 tu. Về bết dam thì khá là thấp nhưng mà nó có cái crit dam như thế kia, nhá, cái bết dam của nó thấp hơn gấp cái khẩu như của phết các thứ là cũng đúng rồi. Về mặt sở tốt thì khá là cao nữa, tóm lại nó có thể hiểu nôm na nó hy sinh một chút về mặt dam để nó bù mặt sở tốt là bù mặt crit. Khẩu này nhá, khẩu này nếu mà cửa build cơ bản ấy thì nói chung cũng giống khẩu phết, đó là sử dụng dam, sử dụng multi shot của crit chen và crit dam, tóm lại là bốn móc này là để kiểu bốn móc gốc của nó rồi. Sau đó thì quan trọng là bốn móc element 60 để đạt 100% sở tốt thôi. Chúng ta sẽ ra được Coro với Blast, một bảng build của Coro Blast để đi đánh với cả Armor với cả đi đánh Effect. Với cả chỉ cần đổi vị trí thôi, chúng ta sẽ có bảng Guard với Magnetic để đánh với Convert. Thì với bảng Coro Blast ấy thì nó nói chung là nó gây nó sẽ mình sẽ hạ vào nó xuống cái mức kiểu quái chẳng hạn, quái 90 chẳng hạn. Đây. Cái Blast chung ghét á, mình sẽ treo lên để cho nó không bị đấm ngã. Đây như các bạn thấy, nếu mà các bạn để dí ở đây này. Khoan đã, có cái gì đó đéo ổn. Hình như là mình đang sử dụng cái Arcane hay sao ấy, từ từ. Arcane Red, mút vứt cái Arcane Red đó. Arcane Red này nó cộng đam với nó. Mình không nhớ nó có cộng cho shotgun hay không, nói chung mình đéo nhớ lắm, mình cứ bỏ ra nó ăn chắc. Làm lại nhá. Mình không, nếu mình phải treo lên thì nếu không treo lên nhá, cái đam của đam nó khiến nó ngã xong một đồ này, test nó đéo chuẩn, tại vì khi test như này mình cứ dí và đít vào người ấy thôi. Để rất ít khi dí được vào đầu nó, nhưng các bạn để thấy là khi mình bắn vào nào lúc nào mà dí được lên đầu nó thì đam rất là thấm đấy. Thì anh em mình sẽ thử treo lên đây, mình thử treo lên các bạn để thấy đấy, nói chung là đam cũng không thay đổi là mấy so với cái khi có cái Arcania không thì chẳng thay đổi mấy, nhưng mà đam bắn cũng rất là thấm được. Cái khẩu súng này nó nhiều slot anh em, trong cái trường hợp mà mình bắn không chết ấy nó còn có tỷ lệ bị cái slot nó đốt tiếp. Khẩu này nó hơi mất thời gian là khi mới bắn ấy nó sẽ phải tích hai cái tia laser từ hai bên vào. Khẩu này cơ chế đặc biệt của nó thì đúng là kiểu để làm màu cho nó có, mình đéo hiểu ai nghĩ ra luôn. Đó là khi các bạn ấn nút chuột giữa ấy, thì thay vì nó chụp hai tia laser từ hai bên vào thì nó chiếu hai tia laser tõe ra hai bên rồi nó cứ cắt thì cắt lại. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đây, này nhìn này. Nó chiếu từ giữa nó tõe ra hai bên rồi nó cứ cắt đi cắt lại. Đấy, nó cứ lại chụp vào giữa rồi tõe ra hai bên rồi lại chụp vào giữa rồi tõe ra hai bên. Tóm lại cái cơ chế này bựa vách cả lồn, mình đéo hiểu suy ra để làm đéo. Trừ khi là các bạn để troll quái, cũng nghĩa là các bạn bắn như này này. Các bạn bắn như này để CC quái này. Đây, đây các bạn nhìn nhá. Bên phải đang ngã xong một lồn, nên là giả sử đàn quái rất là đông thì cũng bên trái chắc bên trái cũng sẽ ngã xong một lồn như thế. Tóm lại cái cơ chế này giống như là cái cơ chế troll là chính, chẳng phải đia đam. Thế tóm lại là như thế, Coro Blast nhá. Còn đánh với Corbett thì đơn giản thôi, chỉ việc đổi cái này lên thành Gap với tầm Magnetic thôi, đánh với Corbett. Corbett. Đây này, sử dụng cái cơ chế chuột giữa này các bạn thấy nó khá là troller. Nó làm như này thì nó cũng đi được nhiều sở tốt trên diện rộng đấy, nhưng đam nó không cao. Tại vì khi mình làm như thế nó chia mẹ lượng đam ra.
cái lượng đam mà nó ghi trong thông số khẩu súng ấy là lượng đam của cả hai tia, các bạn hiểu không? Còn nếu mình khi mình chĩa hai tia hai bên này thì thực ra lúc đấy mỗi thằng địch chỉ dính có nửa lượng đam thôi, mà nó cắt, nó sẽ cắt không tốt vì mỗi thằng nó lướt qua một cái thôi mà. Đây mình phải xí tiếp tục này mới xí nhê, chứ nó lướt qua có tác dụng béo rồi. Khẩu này thì nếu mà đấy chính mình là cái lý do kiểu cái đam vừa lát ngớ ngẩn như trong video, nhiều video mình nói ấy, khẩu này nếu mà có revenge thì sẽ tốt hơn. Nói chung là revenge do cái dispo của thằng này nó khá là cao, revenge dispo system thằng này khá là cao, và thằng này nói chung là dần cũng chả có nhiều người dùng đâu, và cái dispo 5 chấm thì chắc sẽ tồn tại cũng rất là lâu. Thì status của nó không nhất thiết phải là một cái mức ở đấy, có nghĩa là kiểu status của nó lúc nào cũng cao ấy, thành ra không cần quan trọng nó là loại revenge gì, không cứ có một cái dòng cộng status thì tốt. Cái dòng không cần biết các bạn là cộng bao nhiêu sở tốt, kiểu có một móc, có móc sở tốt sẽ thay được cho một móc 60, có móc sở tốt sẽ thay được cho hai móc 60, có cái thay được cho ba móc, nói chung tùy ý. Nhưng ý là nó cứ có sở tốt là tốt, tại vì mình sẽ loại bỏ được một slot băng hoặc là một loại bỏ được một slot lửa, ông sẽ vứt được ra một lát đi. Trong trường hợp này là mình vứt được cả băng cả lửa đi mà mình chỉ giữ lại hai cái này thôi. Cái này là cộng multi shot với cộng slot chain, thì tóm lại là trong bảng này mình gồm là bảng này mình bảo tự mình build thì mình hy sinh một slot cho bắn xuyên. Tại vì bắn xuyên nó sẽ lợi hơn. Bắn xuyên sẽ lợi hơn trong nhiều trường hợp, chẳng hạn ngay cả đánh với cả bọn Cobert ấy, thì khi bắn xuyên mình đi được cho nhiều mục tiêu ấy thì sẽ có nhiều gát hơn. Nên giả sử với bảng này nhá, mình sẽ đưa rút đây để mình cho thành gát nhá. Mình sẽ cũng là bọn Cobert đấy, nhưng mà thay vì đó mình sẽ đẩy nó lên level cao hơn, chẳng hạn như 155 chẳng hạn. Đấy, thì khi mình đục xuyên như thế này này thì gát nó sẽ đi được đam cho nhiều mục tiêu, mà nhiều mục tiêu tính gát thì nó sẽ tỏa ra sóng lợi hơn. Đây như các bạn thấy những thằng bên cạnh đã gần nghèo quá mẹ rồi. Đấy, về mình chỉ có bắn nốt. Thành ra cái gát nó rất là lợi cho những cái vũ khí nào mà có AOE rộng, hoặc là những vũ khí nào có móc bắn xuyên. Còn bây giờ sẽ đổi lại về cái bảng để bảng kiểu Koro nhá. Nói chung là chỉ thay mod thôi mà. Đây bây giờ mình quay trở về cái Koro nhá để xem nó bắn bọn Amor như thế nào. Cái cây này ấy, nếu mà nói về mặt nào đó, nói kiểu về mặt gọi là khách quan ấy, thì từ mình bắn nốt đây mình sẽ nói luôn. Thì mình vẫn là bọn Covertech. Đây với bọn này nhá thì mình sẽ thử dí này. Đây các bạn có thể thấy là cái slash nó hút rất là đau. Đam của nó đau, và kiểu nếu mà không chết nó bị cái slash đốt rất là đau. Đây mình sẽ thử dí cái con ở cuối cùng nhá, mình sẽ để cho slash nó đốt nó nhá. Bây giờ mình sẽ bắn nó nửa máu, mình dừng lại xem. Chưa kịp, con này nhỡ tay rồi. Tự nhiên nó nhảy đam phát cuối đấy. Các bạn thấy cái đống slash của nó trông nhỏ nát nhát thôi nhưng mà hút đau phết. Nói chung là nó sẽ góp phần đia đam bên trong. Mình sẽ đia, tuy là đia đam bên ngoài, đia đam bên ngoài sẽ yếu hơn các cái súng khác, thì mình đã nói biết đam của nó nhỏ. Để biết đam của nó nhỏ hơn các súng khác, có nghĩa là đia đam bên ngoài nhỏ hơn, nhưng mà ít ra nó có cái slash bù vào bên trong thì nó cũng khỏe. Đấy, các bạn có thể thấy là có revan vào nó cũng khỏe hơn. Thì khẩu Convex này nếu mà nói về mặt khách quan nhá, thì khẩu này thật sự thì bắn cũng được, chỉ số ổn, nếu mà đạt 100% sở tất review crit thì nói chung cũng bù được khá đam. Nhưng nếu mà so sánh nó với Fate thì nó sẽ không thể bằng Fate được, tại vì đây không phải là mình thù hằn gì với khẩu Convectic này cả, nhưng mà ý tôi là nếu mà so sánh với Fate ấy thì nó thua điểm khẩu Fate đó. Thứ nhất khẩu Fate nó hơn khẩu Fate, thì tất nhiên là cái crit cái đam của nó không bằng, tất nhiên là thua crit đam. Khẩu Fate nhiều crit chen hơn một chút, nói chung là hai cái thằng này bù trừ nhau, một thằng nhiều crit chen còn một thằng nhiều crit đam. Cái quan trọng ở đây ấy là khẩu Fate nó là 7 tia, thằng Convectic nó chỉ có 2 tia mà thôi. Thành ra hai tia đấy nếu mà mình có đút thêm multi shot vào ấy thì nó kiểu nó sẽ xuất hiện tia trùng trong cái tia gốc ấy, thì có nghĩa là hai tia đấy lúc chiếu thực ra sẽ là khoảng 4 tia, và nếu có nhiều multi shot sẽ là 5 tia hoặc 6 tia. Tóm lại là vào khi thằng Convex chỉ dao động chừng đấy tia thôi, 5-6 tia gì đấy, 4-5-6 tia gì đấy. Trong đó thằng Fate này cơ bản thằng Fate này là 7 tia. Thành ra khi các bạn đút rất nhiều multi shot vào thằng Fate này thì nó sẽ thành cao hơn. 7 tia sẽ có thể thành 14 tia, rồi cao hơn nữa thì có thể thành mười mấy, 15-16, có khi là hai mấy tia. Tóm lại là
nó rất là ảnh hưởng bởi cái đống multi shot. Vì thế các bạn có thể thấy nó sự khác biệt nhau nhé. Giả sử hai khẩu mà cùng đạt 100% static thì có thể nói là thằng Convex Chick nó chỉ đưa ra được 5-6 tia 100% static thôi, trong đó thằng Fed này có thể đưa mười mấy tia hoặc là hai mấy tia. Có nghĩa là cái số lượng tia cùng chiếu người kẻ địch của thằng Fed này nó gấp 2 hoặc là gấp 3 lần so với cả thằng Convex Chick. Có nghĩa là cái số lượng status của những cái tia đấy đưa ra trên dây ấy, nó cũng kiểu nhiều hơn của thằng Convex Chick nhiều lần. Chính vì thế thằng Fed này nó đã kiểu cái số lượng status đưa trên dây của nó có thể là mười mấy cái, hai mấy cái trên dây. Có nghĩa là nó cao hơn của thằng Convex Chick rất là nhiều. Vì thế thằng Fed này nó vẫn theo kiểu lột ammo nhanh hơn. Đây các bạn nhìn nhé. Đây các bạn nhìn cái ký hiệu status được, các bạn thấy cái đống status nó bay lên liên tục không? Tại vì nó rất là nhiều tia, các bạn hiểu không? Nó rất là nhiều tia, và khi multi shot lại còn nhân cái số nhiều tia lên nữa, giống như là cái đống đạn súng đạn đồng ấy. Đạn đồng như là kiểu boa biết các thứ như kiểu xong mấy khẩu như là khẩu com, khẩu boa các kiểu, những mấy khẩu nó kiểu shotgun đạn đồng ấy. Thì ý là đấy, thành ra là nếu mà xét về mặt đó, khẩu Convex Chick này vẫn là một khẩu súng có thể mình nói là vẫn có thể là một khẩu súng được, một khẩu súng ổn. Cái quan trọng là nó không bằng nó phết thôi. Thôi rồi, đây mình sẽ kết thúc video của nó. Thế nhá, tóm lại là thằng Convex Chick này là một khẩu súng tốt, nếu mà sử dụng Revenge thì cũng sẽ giúp nó khỏe hơn và tốt hơn. Mọi chỉ số của nó khá ổn, chả qua là nó hơi thiệt thòi trong đoạn là chỉ có 2 tia cho thằng kia là 7. Thế nhá, bye bye.